tự nhiên mấy cây này là mình nhớ nha. Rồi mấy cây này nó lá nó dày nhìn giống với cây seri quá mà nó không phải cây seri. Nó không phải cây seri quá vậy. Đồ cổ thì ghê không? Nó cổ nhưng mà nó vẫn người ta vẫn giữ lại để tầm cái nét cổ riêng gì đó mà khi mình đi đến đây nó có một cái cảm xúc. Đây nè. Hello bà con. Thì Dương đang trên đường đi đến một cái đồi có tên là Mông Mạc. Không biết đọc như vậy nó có đúng hay không. Nhưng mà nơi đây á nó rất là đẹp. Nó thu hút rất là nhiều khách du lịch tới. Thay vì Dương đi phương tiện công cộng thì Thùy Dương lại đi bộ. Tại vì từ cái nơi Thùy Dương ở cho tới cái đồi Mông Mạc này á thì nó cách 1,8 km. Và đi bộ là đi khoảng 20 mấy phút. Nhưng mà tại sao Thùy Dương chọn đi bộ? Tại vì Thùy Dương thích nhìn ngắm cái quang cảnh của Pháp. Cho nên là chỉ có khi mà đi bộ thì mới nhìn thấy rõ được. Sẵn ở bên đây á, khi Thùy Dương đi á, Thùy Dương quay. Mặc dù rằng là Paris là kinh đô ánh sáng và trung tâm mua sắm là cái gì? Cái gì về thời trang đó quý vị. Nhưng mà quý anh chị coi là có phải là người Paris á, là ai cũng phải là mang túi xách hàng hiệu hay như thế nào không nha? Mình coi đường xá nè, coi nó có kinh hoàng giống như một số cái kênh YouTube đó, họ làm rồi một số người đi du lịch về họ nói cứt trái đồ. Tôi cũng không biết là họ làm như vậy, họ nói như vậy để làm cái gì tôi cũng không biết. Thay vì á là Thùy Dương sẽ chọn đi du lịch quanh thủ đô Paris với cái chiếc xe buýt kiểu như thế này. Nhưng mà Thùy Dương chọn đi bộ quý vị. Đi bộ nó có cái thú vui của đi bộ. Quý anh chị thấy những cái tòa nhà nằm ở khu vực trong này mà nó vẫn có cái nét cổ kính của nó. Nó cổ mà nó sang trọng thì thôi á. Quý anh chị nhìn ở đây xe nè, xe máy nó để ngoài đường nè. Đó. Là Pháp móc túi giật dọc giữ thần ôm không mà xe máy để ngoài đường quá trời không ai canh luôn. Không có một người nào đứng ở ngoài canh giữ luôn. Thì Dương đi đến cái đoạn này á là còn khoảng 1,3 cây số nữa thì mới tới cái đồi Mông Mạc. Nhưng mà quý anh chị nhìn nè, đằng sau Dương nó có cái gì nó màu vàng vàng. Thì Dương đã đi qua bên đây nhiều lần rồi cho nên đi cái này á là phải có cái thổ địa đi cùng thì họ sẽ nói ở trên kia. Còn không biết vàng ở trên đó là vàng thiệt hay là gì mà nó vàng dữ lắm luôn. Và kế bên nó có cái mái nó xanh xanh, quý vị thấy cái mái không? Đó. Nhưng mà cái này không phải là cái đồi Mông Mạc đâu, cái đồi Mông Mạc còn 1,3 cây số nữa mới tới. Quý vị nhìn thấy người ta đi rất là bình thường ha, không có không phải là túi xách đồ cái gì. Dân không phải là dân Paris rồi bán đồ hiệu, có nghĩa là người ta phải xài đồ hiệu ha. Người ta vẫn mang ba lô, người ta xách đi rất là bình thường. Như Thùy Dương như thế này thì thôi khỏi sợ người ta ngóng gì. Tại cái ba lô nhìn không có nhiêu tiền hết trơn. Nó tính ra chừng có khoảng 40 euro mà không có nhiều tiền hết trơn trọi. Để có gì mà phải giật mình đó.
Đây là một con đường khác ở trong thủ đô Paris. Thật sự là tôi đi mấy bữa nay tôi không có biết cứt chó cứt người là cái gì hết trơn hết trọi á. Mà quý anh chị biết là lúc nào đi ra đường trời ơi người ta cũng phải dập dìu nườm nượp luôn, đông dữ lắm, nhộn nhịp. Quý anh chị nhìn đường xá của người ta nè, những cái chấm trắng trắng ở dưới đường là cứt chim nó ỉa đó, cứt chim nó ỉa, rồi những cái giấy mềm nó rơi ra ngoài đường, mấy cái giấy đó nó gặp nước nó sẽ rã ra. Đó, nhìn cái đường xá giùm nha. Thì Dương đi qua bên Pháp, mục đích của tôi là tôi quay coi là đường xá có đáng sợ không. Đó, mô tô tôi chạy kìa. Trời, đây là một cái bar hay gì, một cái gì đó, một cái quán rượu mà nó trang trí nè. Một cái quán rượu mà trang trí đẹp không? Đó, trời, ở bên Pháp mà cái cây này giống cái cây hoa mai ghê á, nhưng mà nó không phải luôn. Nó ra cái lá xanh xanh này nè, nó ra cái lá xanh xanh này làm thì Dương nhớ tới cái lá xòe non á, nó ra non non rồi mình hái lá xòe non mình ăn, mình cuốn bánh tráng mình ăn. Nó đến nhà hàng đó người ta ngồi ta ăn nhiều, trời ơi đây là cái quán rượu, wow. Hồi nãy thì Dương đi từ hướng đó tới đó. Đây là cái hướng đối diện. Thì anh chị nhìn thấy cây á, cây thì nó xây nó nhỏ hơn so với các cái tòa nhà. Cho nên nói về nước Pháp á, nói về thủ đô Paris thì từ trên cao mà nhìn xuống thì thấy nhà nhiều hơn là cây. Nhưng mà phía dưới á, nó vẫn có cây. Đó, phía vẫn có cây. Phương tiện công cộng ở bên đây á, nó dày lắm. Nó ở dưới lòng đất á,
nhiều khi mình đang đi mình thấy có một cái cabin nó dựng lên giữa đường và nó dựng lên trên cái lề đường, nhưng mà đó là cái thang máy để mà người ta bước cái thang máy đó để đi xuống cái chỗ để mình đi xe điện ngầm, hoặc là đang trên đường vậy nè, tự nhiên anh chị thấy người ta dưới người ta đi lên. Cái hệ thống mà xe điện ngầm ở bên Pháp nó dài lắm, nó khác dữ lắm so với ở bên Na Uy. Ở bên Na Uy một cái track á, một cái ví dụ một chiều á, một chiều chạy thì có thể là ví dụ như ở chỗ trung tâm của Oslo đi, cái chỗ dành bằng thồ ghe đi, thì một cái track của nó là có thể xe số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 nó đi tới đó, nó dừng lại đó. Còn bên đây như quan sát thấy là nó vẽ cái đường này là cho xe điện ngầm 10 số 13, là mình cứ đi theo đúng cái số 13 của cái xe điện ngầm đó là mình là tới đó, là mình có tới mình leo lên luôn à. Nó khác dữ lắm. Nhưng mà mình có cái Google dịch đó. Ủa quên lộn, Google Map á, nó sẽ hướng dẫn mình. Trời ơi, xe cổ nó nườm nượp. Mấy anh chị nhìn thấy xe máy nó để ngoài đường vậy nè, nhìn có khác gì Sài Gòn không? Bởi vậy thì Dương nói là mỗi lần mà thì Dương nhớ Sài Gòn là thì Dương qua Pháp, khỏi ai kêu tôi về hết á, khỏi ai kêu tôi về Sài Gòn hết, từ Na Uy qua Pháp gần lắm, mỗi lần nhớ Sài Gòn là cứ qua Pháp thôi. Đi qua Pháp ở bên đây nó đi vòng ăn uống gì đó, xăng giá rẻ, là qua bên đây. Nước Pháp nó rộng lớn mênh mông, có nhiều cái chỗ để đi lắm quý vị nhìn đó. Mình không đi Pháp nữa thì mình đi đâu? Qua trời nước để đi luôn. Có đâu mà nó cứ dụ mình đi về hoài. Nó nóng à. Mình còn người thân không? Mình còn họ hàng không? Mình còn gia đình phải không? Nó nóng được cái đó thôi. Nhưng mà mình phải buông nó ra. Nè quý anh chị thấy không? Ví dụ như đang đi như vậy nè. Đó. Đang đi như vậy nó có dưới lên kìa. Đó không? Đó, có tự nhiên ở dưới nó đi, nó thang máy nó đi lên trên kìa. Trời ơi, cái bởi vậy thì Dương nói là cái hệ thống điện ngầm ở bên hả Paris nó khủng khiếp luôn. Vậy đó, nhưng mà bây giờ anh chị mà đi xuống dưới đó hả, người ta đi dưới hàng hạ dưới, người ta đi như kiến vậy đó. Cho nên thì Dương quan sát đó, cái người Pháp đó quý vị, tôi để ý luôn nha, 100 người á thì chắc có được một người mập đàn ông á, 100 người mới có được một người mập, mà mập cái bụng hơi hơi thôi, chứ không phải mà cái bụng trình ình nha, bụng trần dần nha. Người ta đi bộ dữ lắm luôn. Cho nên nói cái chuyện mà người đàn ông Pháp mà mập hả, trời ơi không có mập nổi luôn. Đi bộ mà nó xây dựng một cái phương tiện công cộng á, để cho người ta đi, trời ơi. Đó, bây giờ là nghe cái tiếng còi. Bây giờ là nghe cái tiếng còi. Anh chị biết rằng là khi mà đi xuống những cái chỗ mà đó không có tiếng còi nữa. Có nhiều người nói trời ơi, xe cộ, còi xe nó ồn ào như Sài Gòn vậy. Thì sao mà so như Sài Gòn được trời? Anh chị cứ tưởng tượng coi ở Sài Gòn mà nó có im lặng được phút giây nào không? Đường xá nè, nó chạy xe nè. Nè. Ở bên Việt Nam mà có phút giây nào mà nó yên lặng không mà nó. Trời, đi qua Pháp chán lắm. Đi qua Pháp phải còi xe nó cũng nhấn chuông in ỏi như Sài Gòn, như Việt Nam vậy đó. Trời. Nó đỡ hơn nhiều chứ làm sao mà giống được. Có thì có, nó cũng chạy xe tùm lum, nó cũng bấm còi, nhưng mà cái mức độ của nó không có dữ dần dợn như là ở Sài Gòn đâu. Cho nên chết cha có một cái bãi đất sình, chết cha
thì Dương đố quý vị cái bãi đất sình này để làm cái gì? Cái bãi đất sình này đó, đó là cái chỗ trồng cái cây đó đó, cái chỗ cái ô này là đất đất để người ta trồng cái cây, người ta bứng cái cây lên hay gì đó, cho nên bây giờ nó có cái đất sình, có đất sình ở đây, chứ không phải là hả đường xá người ta để cho nó như vậy đâu, hoặc nó làm cái gì thì Dương không biết, nó làm cái trụ gì đó không biết nữa, cho nên nó có cái đất sình ở đây nè. Trời ơi, còn 600 mét nữa tới cái mông mạc. Chim nè, đó chim. Chim hỡi chim. Đó, nó dạng vô. Đó, lại cái metro nữa. Không, trên đường đi mà anh chị không để ý nó có metro dưới đi lên nè. Đó, chị thấy không, dưới đi lên đó. Trời ơi. Đó. Cái metro dưới đi lên nó có vậy. Bây giờ qua bên đây có metro nữa nè. Cho nên ở trên á, quý anh chị nhìn thấy người ta nhảy và xe còn nó chạy nhảy thôi. Không, ở dưới nó, ở dưới đất nó trời ơi đông thiệt là đông. Đông kinh khủng. Bây giờ tôi đi bắt đầu trời nó mây. Cầu nguyện là đừng có mưa. Xe này mà để Việt Nam ở ngoài là mất tiêu rồi. Tụi nó nên mất rồi. Ở đây nữa nè. Đó. Đang đi vậy nó có cái metro nè, chị xuống dưới, chị xuống ở dưới luôn. Mình muốn hiểu về thế giới bên ngoài mình phải đi làm, rồi mình có tiền mình đi du lịch, làm qua năm suốt tháng không có tiền đi du lịch. Còn dân Na Uy quý vị biết không, người ta làm trong năm đó người ta lên kế hoạch cho cái chuyện là đi du lịch ở đâu, đi du lịch chỗ nào chỗ nào. Còn dân Việt của mình á là cái kiểu như vậy nè, ráng làm đi để dành tiền tới già đi du lịch, nó ngược đời không, rồi già còn sức đâu nữa mà đi. Có mấy anh cảnh sát chặn một cái anh da đen lại, không biết làm gì rồi đó, thấy không đó, đang bên kia anh da đen nó chặn lại cái làm gì, bắt anh da đen kia, mấy anh cảnh sát không biết rồi, không biết có chuyện gì. Đang đi trên một cái con đường chuồng cha, toàn là dân nhập cư không à, hai bên đường toàn là dân da đen, họ đứng họ nói chuyện với nhau, gọi là tay đen hả đó. Thì quý anh chị cứ coi, thì coi có thầy Dương đi nó ra ngoài đường. Chừng nào mà quý vị thấy giống cái hoa lại quá ta, chắc không phải rồi. Từng cái hoa lại đưa cho hỡi chù cha không chết đó, cái con đường mà thì Dương mới vừa đi qua nữa, hai bên đường toàn da đen không, chắc là thì Dương đang đi tới cái đầu mông mạc rồi. Trời ơi đẹp quá, so nice. Trời ơi, qua sau lưng thì Dương nè quý vị ơi, đẹp. Đi nãy giờ tóc tao rối nùi luôn. Ôi, đi hướng nào vậy? Tự nhiên tới đây mất phương hướng. Không biết đi hướng nào luôn. Đẹp quá cái hết, mất phương hướng biết đi hướng nào. Trời ơi, cái bụng dã man. Đi lên dốc nha quý vị.
xong kêu mở cửa đi vô, sao nhìn giống cái nhà trọ Việt Nam quá vậy trời. Đi theo cái hướng đi lên nè, đi xéo lên, đi dưới lên nè, đi cho le lưỡi luôn. Ôi trời ơi, mấy cái cây này làm tôi nhớ nhà dễ sợ. Không biết tự nhiên mấy cây này làm mình nhớ nhà. Rồi mấy cái cây này nó lát lá, nó dài nhìn giống cái cây seri quá, mà nó không phải cây seri. Nó không phải cây seri quá vậy. Rồi có những cái cây nó ra bút bút nè, những cái cây nhỏ nhỏ hồi nhỏ đó, cái lá nó trời nó lạnh lạnh á, nó bút bút như này nè, nó bút bút như này. Trời ơi, tự nhiên sao mà tôi mò ra một cái con đường đi thở không chết à, mệt quá gì lắm. Có những cái cây anh chị thấy nó cong cong vậy nè, nhưng mà nó cái nụ tầm xuân này, nó cái nụ tầm xuân này, nhiệt độ lên có nụ tầm xuân này nè, thì nó có cái nụ tầm xuân này chuẩn bị nó nở nè. Nhà có cửa, có cái mật khẩu, bấm mật khẩu vô. Trời ơi sao mà đồ ăn nấu cái kiểu giống như ngày xưa mình đi về quê á, người ta nấu đồ ăn cái mùi nó bốc lên. Ở bên nhà nè, đó nhà của người ta đó, trời nó thơm quá. Hình như có một số nơi ở Sài Gòn á, người ta cất nhà cái kiểu này nè. Một số nơi thì Dương đã đến mà Dương không nhớ chỗ nào, nhưng mà có kiểu cất nhà kiểu vậy nè, trời nó thơm, thơm kinh khủng. Ôi có hoa mai Pháp nè, cái hoa mai Pháp này là khi mùa mùa đông ở bên Na Uy á, là Tết bên Việt Nam thì người ta lấy cái hoa Symbatize này để người ta trưng nè, cái hoa mai Pháp này, hoa vàng vàng này nè. Wow, mấy anh chị nhìn nó cái camera của Thùy Dương không thể quay liên tục được, quay như quá quý vị nhức đầu. Tự một mình mò đường đi luôn. Thì Dương giờ tháo theo phone ra cái đó. Mấy anh chị em thấy Thùy Dương đi như vậy là con nghĩ Thùy Dương là đang đi trên cái mặt phẳng nha, không phải mặt phẳng nha quý vị, đang đi lên dốc á, dốc đứng lên vậy nè. Trời ơi đẹp quá trời ơi, mê, tôi hơi bị mê mấy cái này, bị mê mấy cái cây này, cho tôi mấy cái này tôi mê lắm, nói thiệt tôi mê mấy cái đó lắm. Cuộc sống của tôi thích gắn liền với mấy cái đó. Rồi coi cửa nè, cửa cổ nè, cửa cổ cái kiểu bên Việt Nam này quý vị. Thùy Dương đứng ở đây mà Thùy Dương không nói à, Thùy Dương ở Pháp thì quý vị có nghĩ Thùy Dương đang đứng ở Pháp không? Đó, kiến trúc của Pháp, cổ kính uy nghi, tròn tới những cái cổ, còn cổ, trời ơi cái cửa, cái cửa cổ của, trời ơi cửa cổ này, cái
cửa cổ luôn quý vị. Nó cổ thì hơn rồi cổ luôn á nè. Đồ cổ thì ghê không? Nó cổ nhưng mà nó vẫn người ta vẫn giữ lại đi để tầm cái nét cổ riêng gì đó. Và khi mình đi đến đây á, nó có một cái cảm xúc. Đây nè, tôi là tôi yêu cái cổ. Dương yêu cái cổ kính. Đẹp quá. Để thì Dương quay lại cho quý anh chị con cái đoạn đường thì Dương mới leo lên nha. Đó, thì Dương mới tự dưới đó leo lên đó. Con đường đi tới cái đèo Mông Mạc của tôi. Chà. Wow. Rông rêu. Lại tiếp tục leo nữa. Chú cha. Quý vị thấy gì chưa? Leo nữa nè. Bây giờ quý vị thế thì Dương đi bộ, quý vị có phê không? Không có ai xịt chung luôn. Cùng tôi cũng đã tìm tới được cái đồi Mông Mạc rồi. Đường sáng. Cầm cái thiết mà nó rung cái tay luôn. Đường sáng. Đằng sau nè. Mới vừa đi qua đó. Bây giờ chuẩn bị tôi leo lên nha quý vị. Tôi leo lên nha. Ai cản trở tôi không? Nè leo lên nè. Trời ơi. Đi đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi trán. Choáng váng mồ hôi đầu luôn. Chuẩn bị đi lên nha. Mặc áo măng tô dài quá đi phải túm nó lên. Đi phải cầm nó túm nó lên nhà để mà đạp. Hiểu điệu thuộc nữ không? Tuổi hơi cầu không? Cha, ở đây có một cái nhóm người. Mình đi tới cái đồi Mông Mạc. Đã tải quá.
cái mặt này là cái mặt sau hay sao? Đẹp lắm luôn. Hình như đi ra phía trước này mới là cái mặt trước của nó. Bây giờ thì Dương chuyển camera sau cho anh chị coi đây. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy phía đằng trước có đẹp vô cùng luôn, mẹ ơi. Nhưng mà cái này đó, nếu mà đi buổi tối thì mình chỉ có thể nhìn nó đẹp thôi. Còn nói về quay video hả? Buổi tối rất là khó quay luôn. Trời ơi, đông quá trời. Nhìn ra đằng sau của Thùy Dương, nhưng mà một xíu Thùy Dương ra ngoài đó, thì ra ngoài đó đứng đó, ra ngoài đó đứng đó, mình mới nhìn thấy được cái toàn cảnh của thủ đô Paris ở phần đằng đó nha quý vị. Cho nên hồi nãy giờ quý vị thấy Thùy Dương là leo lên cao là như vậy đó. Thì bây giờ mình đi tới đó nha, mình tới đó mình coi nha. Ui, sorry. Qua tới Pháp rồi mà còn mình xin quên lộn. Mình bây giờ mình đi tới đây là như cái đoàn du lịch hay sao.
có những người họ mặc đội nón màu cam họ đi theo đoàn như sao, rất là đông luôn, đông dữ lắm luôn nha, đông quá trời, chứ cha đông dữ thằng ôn. Nó đông dữ thần luôn, nó đông dễ sợ luôn, chị nói luôn nhiều lắm. Đầy nhóc luôn quý vị, khắp nơi luôn, ở bên đây rồi, ở cầu phá nó dán kìa quý vị coi nè, nó dẫn nha, tới đây nó dán cầu phá lên chết rồi, tôi đi có một mình tôi, nó dán cầu phá từ bên kia rồi quý vị nhìn, nó dán cầu phá dọc đi xuống tới đây, quý vị nhìn cầu phá nè. Ôi giời ơi, nó chán không hết rồi. Cha. Rồi bên kia nữa, nó dán dọc bên kia kìa. Đó, bên quả nó. Còn nó dán tuốt xuống dưới kia nữa. Trời ơi, nó mua quá, nó dán nó múc kìa kìa. Trời ơi. Rồi nó đen, nó móc vô tuốt bên kia kìa. Đó, anh chị thấy cái hàng bánh không? Trời ơi, ổ khóa y chang như vậy luôn nè. Nó móc là y chang vậy nè. Ê, sợ không? Mình trời đó mình. Nó ghi tên ở trong đây. Trời ơi, tôi bây giờ không lẽ tôi mua cái ổ khóa rồi tôi gắn mình tên tôi móc ở đây. Trời ơi, ai muốn là cùng với tôi ra nằm trong cái ổ khóa này thì tôi móc vô trong đây. Trời ơi, tôi mua một mình tôi trời. Chưa đời gì nổi không? Rồi bây giờ mình ngắm cảnh Thủ đô Paris nha. Tôi chuyển camera sau cho quý vị cùng coi nha. Ngắm cảnh Thủ đô Paris nha.
đông quá luôn. Như thì tôi nói nãy rồi đó, đây này nó ổ khóa nè, nó gắn ổ khóa, trời ơi nó quá trời. Chắc tôi chuyển nghề qua bán ổ khóa quá. Rồi bây giờ mình đi qua bên đây. Thì Dương coi, nhưng mà ở đây nó trả là nó nói là mình muốn coi được á, với cái ống nhòm đó thì mình phải trả 1 đến 2 euro gì đó. Cho nên là thì Dương thấy rằng là mình có thể nhìn bằng mắt thường, mình nhìn xa cũng được, không có cần phải nhìn ống nhòm đâu quý vị. Để coi tôi nhìn coi, tôi thấy cái tháp Eiffel không anh, thì cái tháp Eiffel nó đang đứng ở đâu quý vị. Thì ở chỗ này tháp Eiffel ở đâu ta? Đứng ở đây thì mình không có thấy cái tháp Eiffel. Không thấy được cái tháp Eiffel nó nằm ở phía nào. Không thấy, tôi đang đứng nói như kiếm tháp Eiffel mà tôi không thấy. Ông như vậy đó, mà dân mà móc túi á, là đa phần là dân nhập cư lậu ha, chứ không phải là dân Pháp họ làm đâu. Hồi nãy thì Dương thấy có một nhóm cảnh sát bắt một cái anh tây đen đó, mà cảnh sát biên giới nha, chứ không phải là bảo vệ bình thường nha quý vị. Của những cặp yêu nhau đến móc vào những ổ khóa tình yêu. Ở đây thì móc vô trong đây chắc không có sợ sập rồi đó, tại nó không phải cầu. Thì Dương chia sẻ đôi chút về nhà thờ Thánh Tâm Mông Mạc. Thì để lên tới cái nhà thờ Thánh Tâm đó, người ta cần phải đi hết 237 cái bậc thang, tương đương với một cái tòa nhà hơn 10 tầng. Nhưng mà cái công sức bỏ ra thì người ta sẽ được đền bù xứng đáng, vì từ trên đỉnh đồi đó, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố Paris với những cái công trình nổi tiếng, và đặc biệt đó là cảnh hoàng hôn vào những ngày trời mùa hè nắng đẹp.
nếu như chúng ta giữ sức để mà đi thăm nhà thờ hay là khu quảng trường nghệ thuật cạnh nhà thờ Sareso, thì chúng ta có thể đi thang máy được xây dựng từ năm 1901. Thì ở trên đồi Mông Mạc đó, nhà thờ Thánh Tâm hay còn gọi là Vương Cung Thánh Đường Sareso được hoàn thiện vào đầu thế kỷ thứ 20 và hiện là một trong những cái công trình thu hút khách tham quan nhiều nhất. Vào năm 1870, người dân của Paris sống trong cảnh giới nghiêm sau khi Hoàng đế Napoleon III bại trận tại Sedan ngày 2 tháng 9 năm 1870. Tiếp theo là hàng loạt các sự kiện bi thương khác. Người Paris đói đến mức phải giết động vật trong vườn bách thú để sống qua ngày. Sau đó là giai đoạn đẫm máu của công xã Paris với khoảng 30.000 người chết. Giáo hội coi những sự kiện kinh hoàng này như cái sự trừng phạt của Chúa. Vì vậy các con chiên liền tập hợp lại và tổ chức rước đức tin với lời hứa xây dựng một công trình ngợi ca thánh tâm của Chúa Giêsu. Để thực hiện dự án đồ sộ này, người ta kêu gọi quyên góp và chính người dân Paris đã tài trợ toàn bộ quá trình xây dựng nhà thờ bằng cách mua từ 1 đến 3 viên đá với giá dao động từ 120 đến 500 francs mỗi viên. Tổng giám mục Paris, Đức cha Guibert, gửi tới Bộ trưởng Bộ Tôn giáo lời thỉnh cầu vào năm 1873 và yêu cầu nhà nước ủng hộ dự án bảo vệ thủ đô. Để công trình bảo vệ đạt hiệu quả và để mọi người đều chiêm ngưỡng được từ xa, người ta quyết định xây công trình trên một ngọn đồi cao. Đức cha Guibert có óc quan sát tuyệt vời khi ngài đi thăm đồi Mông Mạc và chọn nơi này vì từ đây có thể phóng tầm mắt khắp thành phố Paris. Một cuộc thi tuyển kiến trúc sư thiết kế đã được tổ chức dưới sự chủ tọa của Charles Gardner, kiến trúc sư và là cha đẻ của nhà hát opera. Cuối cùng, ông chọn Paul Abadie với dự án xây dựng một tòa nhà theo lối kiến trúc Roman Byzantine, đặc trưng với các mái vòm tròn và nhô lên cao, như đại đền Hồi giáo Saint Sophia ở Istanbul, hiện là một viện bảo tàng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trường phái này tạo thêm không gian bình yên trong nhà thờ, ánh sáng và các chi tiết kiến trúc đều hướng tới thánh đường. Được khởi công vào ngày 16 tháng 6 năm 1875 và kéo dài cho tới năm 1910, công việc xây dựng bắt đầu khá chật vật vì đây là khu đất rỗng ruột giống như nhiều khu vực khác tại vùng Paris. Kiến trúc sư Abadie buộc phải cho gia cố nền đất trước khi xây nhà thờ. Ông cho đào tổng cộng 83 hố sâu tới 83 mét, sau đó được gia cố để xây thành các cột trụ cho nhà thờ. Nếu không có những cột trụ này, nhà thờ đã lún trong đất sét. Kiến trúc sư Paul Abadie qua đời năm 1884 khi công trình còn chưa hoàn thiện. Sau đó, công việc thi công được giao cho Lucien Magnier, tác giả của các chuông nổi tiếng cao 84 mét và còn trải qua thêm 5 lần thay đổi kiến trúc sư cho tới khi hoàn thành vào năm 1914. Nhà thờ rộng 85 mét, dài 35 mét, nóc vòm cao 83 mét, phải leo thêm 300 bậc thang, không thang máy để lên được tới nóc vòm. Sau lễ dân thánh, nhà thờ được nhận danh hiệu Vương Cung Thánh Đường, có nghĩa là nơi hành hương. Màu trắng tinh khiết có thể nhận ra từ xa là cái nét đặc trưng của nhà thờ. Bất chấp bụi bẩn hay mưa gió, nhà thờ vẫn luôn giữ một cái màu trắng. Hiện tượng này có được là nhờ loại đá vôi có tên là Chartreux London
khai thác từ mỏ đá Subes, tỉnh Sana et Magna. Loại đá này rất cứng và ngày càng trắng cùng thời gian và thời tiết mưa gió. Chính vì vậy, những phần không bị thời tiết bào mòn thường có màu sẫm hơn. Bức tranh ghép lớn nhất được làm từ năm 1900 đến 1922. Dàn đàn ống trong nhà thờ được thực hiện vào năm 1898 là tác phẩm cuối cùng của nhà sản xuất đàn nổi tiếng Aristide Cavalcon trước khi qua đời. Giới chuyên gia nhận định đây là một trong những dàn đàn ống đáng chú ý nhất của Paris, cả nước Pháp và châu Âu. Nhờ chất lượng hiếm có và âm thanh mượt mà, chính vì vậy, vào năm 1981, nhà nước Pháp đã xếp loại công trình lịch sử dàn đàn ống của nhà thờ Thánh Tâm. Các ô cửa kính được lắp đặt từ năm 1903 tới năm 1920, nhưng sau đó bị bom phá hủy vào năm 1944 và được làm lại vào năm 1946. Điều kỳ diệu là năm 1944, 13 quả bom dội xuống nhà thờ nhưng không ai thiệt mạng. Quả chuông La Savoyarde được treo trên gác chuông nhà thờ Thánh Tâm là quả chuông nặng nhất thế giới, khoảng 19 tấn. Quả chuông được 4 giáo phận vùng Savoy tặng do công ty Packard rất có tiếng vào thời đó, đúc vào năm 1895 tại Annecy. Công ty này đã tìm lại được những cái bí mật của các nhà luyện kim Flamand vào thời Trung Cổ để phối hợp sự hài hòa bên trong của những quả chuông. 28 con ngựa đã được huy động để kéo quả chuông về tới Paris vào đêm 16 tháng 10 năm 1895, đúng ngày thánh Marguerite Maria. Một trăm năm nhà thờ Thánh Tâm Paris, ngôi nhà thờ nổi tiếng trên đồi Montmartre của thủ đô Pháp, kỷ niệm một thế kỷ được cung hiến 16 tháng 10 năm 1919, 16 tháng 10 năm 2019. Nhà thờ Thánh Tâm là công trình tôn giáo được nhiều người viếng thăm thứ hai tại Pháp với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, chỉ sau nhà thờ Đức Bà Paris. Ngày 20 tháng 10 năm 2019, Đức cha Michel Aubertit, Tổng giám mục Paris, đã chủ tế thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 100 năm của tiểu vương cung thánh đường này. Phép lạ của tình yêu thương, Đức cha Aubertit chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ: nhà thờ này là một phép lạ của tình yêu thương. Ở đây, Thánh Tâm Chúa Giêsu được cộng đoàn thờ kính qua bao thế hệ với tất cả sự nhiệt thành. Hãy để bừng cháy trong mỗi người tình yêu của Thiên Chúa. Nhà thờ này là dấu chỉ cho sự phó dân giáo phận vào Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhìn rộng hơn là sự phó dân cả nước Pháp, vì việc xây dựng ngôi thánh đường là niềm mong muốn của toàn thể đất nước vào thời điểm ấy. Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta không chỉ trái tim thánh của Người, mà còn cả trái tim của Đức Mẹ, trái tim từng thổn thức với tình yêu thương vô bờ dưới chân thập giá. Hãy để trái tim của mỗi người được ngập tràn tình yêu vô bờ bến này và lên lời tạ ơn. Từ giờ cho đến ngày bế mạc 18 tháng 10 năm 2020, khách hành hương đến nhà thờ Thánh Tâm được đi qua cửa thánh, có dịp tham gia rất nhiều sự kiện và được lãnh nhận ơn toàn xá. Năm mừng Sarasor sẽ thu hút khoảng 12 triệu du khách và các tín hữu từ khắp nơi. Theo Tổng giáo phận Pháp, chương trình gồm có kỷ niệm 365 đêm canh thức, 1.500 giáo phận trên thế giới được mời về. Ngoài ra, trên đồi Mông Mạc còn có sự kết hợp về chuyện đọc kinh, cầu nguyện, được tổ chức liên tục cho các hướng đạo sinh
các gia đình công giáo, Kitô hữu, đồng phương, nghệ sĩ, giáo lý viên, v.v. Ở độ cao gần 130m, Mông Mạc từ thuở xa xưa đã được xem là ngọn đồi thánh thiêng, là nóc nhà của Paris. Với góc nhìn toàn cảnh của kinh đô ánh sáng, người Gaulois, tổ tiên của người Pháp, từng xây dựng một ngôi đền ở nơi này. Tên Mông Mạc xuất phát từ Mons Martyrum, đỉnh các vị tử đạo, là nơi thánh Denis và những Kitô hữu đầu tiên của Pháp đã chết vì làm chứng cho Chúa vào thế kỷ thứ ba. Kể từ sau đó, một số nhà thờ, tu viện đã được xây cất tại đây. Nhà thờ Thánh Tâm với sắc trắng lộng lẫy tọa lạc tại Mông Mạc được ví như ngọn hải đăng soi chiếu cho Paris. Ý tưởng về việc xây dựng ngôi thánh đường xuất phát từ năm 1870 theo một bức tâm thư của đức cha Felix Fournier, giám mục Nantes. Đức cha Fournier nhận định sự thất bại trong cuộc chiến với Phổ và những nỗi đau mà nước Pháp đang trải qua chính là hậu quả của một thế kỷ lạc lối với đạo kể từ sau cuộc cách mạng Pháp vào năm 1789. Đất nước này cần ngọn đèn soi sáng và một nhà thờ được xây dựng trên đồi Mông Mạc chính là ngọn đèn ấy. Đề xuất xây dựng thể theo mong muốn của cả đất nước được Nghị viện Pháp thông qua năm 1873 với 382 phiếu thuận, 138 phiếu chống và 160 phiếu trắng. Ngày 16 tháng 6 năm 1875, Đức Hồng Y Joseph Hippolyte Guibert, Tổng giám mục Paris, đã đặt viên đá đầu tiên, một viên cẩm thạch hồng của Pearl, xây dựng nhà thờ theo thiết kế của kiến trúc sư Paul Abadia theo phong cách Romano Byzantine, với cái mái vòng, tháp chuông, gác chuông. Việc xây dựng gặp nhiều khó khăn, trong đó các kiến trúc sư, kỹ sư phải tốn nhiều thời gian để cố định phần móng. Vì vậy, phải mất khoảng nửa thế kỷ nhà thờ mới hoàn thành. Trong thời gian này, kiến trúc sư Abadia qua đời. Người thay thế là kiến trúc sư Honoré Daumet. Ông Daumet cũng mất khi công trình còn dang dở. Được tiếp nối bởi nhóm kiến trúc sư Henri Pierre, Julien Charles Gagnier và Lucien Magne. Nhóm Julien Gagnier và Magne vẫn giữ thiết kế ban đầu của ông Abadia, nhưng có thêm vào một số chi tiết của kiến trúc Tân Phục Hưng. Nhà thờ Thánh Tâm dự kiến được cung hiến vào tháng 10 năm 1914, nhưng phải dời lại vì Thế chiến thứ nhất 1914-1918 bùng nổ. 5 năm sau, ngày 16 tháng 10 năm 1919, lễ cung hiến mới chính thức được diễn ra do Đức Hồng Y Antonio Vico, Tổng trưởng Bộ Phụng tự chủ tế. Sau khi hoàn thành, nhà thờ dài 85m, rộng 35m và vòm cao nhất là 83m.
khi vào trong cái nhà thờ này đó quý vị, thì phía trước chỗ cái lối đi vào, người ta sẽ để một cái bảng, có nghĩa là yêu cầu mình vô trong đó mình phải im, người ta vẽ cái miệng và người ta gạch chéo vô, có nghĩa là phải giữ yên lặng đó. Thì một số nơi nó là không có chụp hình, nhưng mà vô trong đó đẹp quá thì người ta móc điện thoại ra, người ta chụp, người ta quay đó. Vì vậy cho nên là Thùy Dương mới quay được ở bên trong cho quý anh chị coi đó. Bây giờ thì ra bên ngoài rồi, quý anh chị thấy như thế nào? Nhà thờ có kiên cố không? Thì đây được dịch ra theo tiếng Việt là nhà thờ Thánh Tâm ha. Gần như những cái nơi này đối với anh chị là không bao giờ vắng khách tham quan cả, vắng khách đến du lịch cả, rất là đông. Ví dụ như là hôm trước thì Dương đến tháp Eiffel, rồi thì Dương đi trên dòng sông Sen, và hôm nay là thì Dương đang ở nhà thờ Mông Mạc, là nhà thờ rất là nổi tiếng ở tại đây. Thì thật sự ra thì Dương cũng đã đến đây một lần, nhưng đến vào ban đêm, vào buổi tối, thì Dương không có quay được cái quang cảnh để làm video đó. Thì thì Dương hy vọng rằng là lần đi này của thì Dương thì sẽ phần nào đưa bà con, những người chưa có cơ hội đi du lịch sẽ được cái cơ hội được nhìn thấy cái quang cảnh của nhà thờ Mông Mạc ở bên Pháp nó như thế nào ha. Dạ. Hơn đó là Thùy Dương có hai cái điện thoại, chứ nếu mà có một cái điện thoại không biết là làm sao mà Thùy Dương quay cho đủ nữa quý vị.